Chào các bạn. Bữa hôm nay mình mới thức dậy. Khi mà mình mới thức dậy á thì mình đã thấy là tuyết rơi rồi. Tại vì bữa hôm nay á, Đại đã nói là tuyết rơi. Và mình rất là vui tại vì mình sẽ quay cho các bạn coi. Đây đây là bữa tuyết rơi đầu tiên ở cái tiểu bang mình sống. Giờ mình sẽ ra ngoài sân coi nó sao nha. Wow. Các bạn thấy chưa? Mình đứng trong nhà mà cái hơi lạnh nó đã bốc qua cái cửa kính của mình rồi. Bây giờ mình đi ra sân ha. Ồ, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Cái chỗ này hồi bữa mình nhậu nè các bạn thấy không? Bây giờ nó lạnh lẽo quá, nó quang sơ quá. Đây là cái hết đu, còn các bạn thấy cái cây không? Bây giờ mình sẽ quay một cảnh cái sân cho các bạn coi ha. Oh my god, các bạn thấy chiếc xe của mình không? Nó đã đóng rồi, còn gì đâu nữa. Ồ, đây là một quang cảnh bên Mỹ nè, các bạn thấy chưa? Trắng xóa luôn. Bốn chiếc xe của mình đã bị tuyết phủ hết rồi. Wow, còn các bạn thấy cây kia không, đẹp chưa? Đó, nhìn cái khung cảnh này mình nhớ lại cái bài hát của Việt Nam vậy đó. Một cánh đồng đi tuyết rơi, có hai người. Lạnh quá các bạn ơi. Các bạn thấy bây giờ sáng sớm mà mình đứng mình quay phim cho các bạn coi cũng là một cực hình. Các bạn thấy ở sau lưng mình là cái cây không? Là tuyết nó rơi từ tối hôm qua tới giờ đó, nó đã đóng đầy cây rồi. Nhưng mà bây giờ chưa có ai thức hết trơn á. Bởi vì chưa có ai dẫm lên tuyết chưa. Bởi vì mình tranh thủ thức sớm để quay cho các bạn cái coi cái cảnh mà tuyết nó rơi mà chưa có cái ai đụng vô chứ đó. Bây giờ quay tiếp ha. Rồi lát nữa mình sẽ thử coi tuyết nó có mùi gì. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc là tuyết có mùi gì. Ok các Bây bạn giờ ơi, bây mình sẽ đi giờ vào trong nhà mình coi sau nha. khi mà mình đứng 2 phút á, bây giờ lạnh quá mình phải đeo bao tay vô. Các bạn thấy bao tay không? Chứ không thôi lạnh dữ lắm á. Bây giờ đây là cái sân sau của mình nè. Wow, các bạn nhìn nè. Tuyết nó rơi mà trắng. Cái này là chưa có ai dẫm lên trên á. Mình là người đầu tiên á. Lát nữa mình sẽ lăn lăn Ok. trên tuyết cho các bạn coi. Đó, các bạn thấy bụi cây chưa? Tuyết rơi. Rồi cái máy cắt cỏ của mình cũng bị đóng băng luôn nè. Đây là những cây ớt nè các bạn. Wow. Còn đó là hết hồn. Còn đó là cái máy lạnh. Cái máy lạnh thì mùa này mình không xài, mình sẽ chùm nó lại. Đây là cái máy lạnh, nó sẽ chạy khắp nhà của mình. Bởi vì mình sẽ chùm nó lại để mùa hè mình sẽ xài. Ô, cái hộp cá của mình. Hộp cá của mình tuyết rơi đầy luôn rồi. Còn đây là những chậu ớt. Những chậu ớt của mình. Mùa đông á thì mình để đi cho nó chết đi, mùa hè thì mình trồng cái khác. Các bạn thấy cái cánh đồng tuyết của mình không? Đây là cái nhà kho nhỏ nhỏ, nhà kho này để mình chứa những cái đồ lặt vặt. Wow, tuyết trắng xóa, tuyết trắng xóa. Còn đây là cái táo, cái apple tree đó các bạn. Apple tree nè. Lạnh quá, lạnh quá. Bây giờ mình đi ra sân trước nha các bạn ha. Lạnh quá, lạnh quá. Thì các bạn thấy ở bên Mỹ có nhà thì họ đậu xe ở trong nhà. Có nhà thì họ đậu xe ở ngoài sân. Nhà mình thì có 4 chiếc được, bây giờ mình đậu ngoài sân luôn. Wow. 4 chiếc mình đậu ngoài sân. Cái hoàn cảnh các bạn thấy cái hoàn cảnh này nó quang sơ không? Nhìn các bạn nhìn bầu trời nè. Wow, các bạn thấy sao? Đẹp nhỉ, đẹp nhỉ. Bây giờ mình sẽ tặng hình ông già Noel đi ha. Thôi giờ để mình đi ra sân sau của mình đi. Đây, ngồi chiếc xe của mình. Để mình coi tiếng nó dày bao nhiêu ha. Mình đi mình chọn con tay vô. Wow, các bạn nhìn cái lỗ nè. Một lóng tai luôn, các bạn thấy tuyết nó rơi dày một lóng tai không? Tuyết nó dày lắm nha. Bây giờ mình sẽ gom cái tuyết lại Ok để các bạn ơi, bây làm giờ ông mình già sẽ Noel gom luôn tiếp nha. lại để làm ông già Noel nha. Thì các bạn thấy được ha. Bao nhiêu tuyết đây nè?
nó rất là nhẹ. Hầu như là nó rất là nhẹ. Nhưng nếu mà cục nước đá đó thì nó rất là nặng nha. Nhưng mà các bạn biết không, nó nhẹ thiệt. Quăng dậy ra các bạn. Bây giờ mình sẽ làm công việc này. Ok. Các bạn thấy chưa? Chưa xong, chưa xong. Lạnh quá. Các bạn thấy ông già Noel có mình đẹp không? Quá đẹp luôn phải không? Ok. Sao mình nhìn giống thấy giống con Pokemon dữ quá. Một, các bạn thấy mình gom tiếc không? Nó còn dày một đống luôn nè. Bây giờ mình sẽ gom cặn cảnh cho các bạn coi ha. Tiếc này á thì nó rất là mịn. À. Thấy không? Nhìn nè. Rất là dày nha. Ok các bạn ơi, mình mới chạy vô nhà 5 phút mình mới ra, chứ đứng ở ngoài đây mà quay cho các bạn coi á thì nó thật sự là lạnh lắm, không nổi đâu. Bây giờ mình sẽ thử coi tiếc nó có mùi gì nha các bạn. Dĩ nhiên là mình sẽ không có lượm tiết ở dưới đất lên mình ăn rồi, dĩ nhiên mình đâu có bị ngu đâu. Mình sẽ lượm tiết ở trên cây mình ăn ha. Ok thì các bạn đã thấy rồi, ok. Mình sẽ làm một ông già tuyết thật là hoàn chỉnh ở cái sân sau của mình. Wow, lạnh quá, sáng sớm chơi ngu quá. Ok, tạm thời vậy đi ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ... Ok, thì... tiếc coi. Thì cũng giống như các bạn biết rồi, hồi xưa đó, thì mình đi tắm mưa đó. Thì mình đã từng uống nước mưa, thì mình cũng không có chết. Bây giờ chắc mình ăn tiếc thì mình cũng không có chết đâu ha. Nhưng mà nước mưa thì các bạn biết nó mùi vị gì rồi. Còn tiếc thì không biết các bạn biết chưa. Có nhiều bạn đã biết rồi thì coi cho vui nha. Bây giờ mình sẽ bóc lên cây mình ăn nha. Nó thực sự cũng không dơ lắm nhưng mà mình thử làm sao. Nó giống như là nước đá bào đó các bạn. Nhưng mà nó nhẹ, nước đá bào á các bạn cầm các bạn còn thấy nó nặng nặng, như bản này á nó nhẹ hiều, nó giống như bông gòn nè. Nhìn nè, coi nhìn nè. Nó cũng giống như là nước đá vậy đó, nhưng mà nó mịn hơn nước đá. Khi mà các bạn ăn nước đá vô á, các bạn còn cảm thấy là có nước trong. Nhưng mà khi mà các bạn ăn cái này á, không có nước. Sở dĩ nhưng mà mình đi ra ngoài sân sau mình quay á là tại vì vậy? Mình quay ở trước sân á, mắt công người ta nhìn mình, người ta đứng mình bị gì. Mình quay ở sân sau của mình á, người ta không thấy. Các bạn thấy không? Tiếng nó rơi mà trên cây mà nó dày một đống tay luôn các bạn ơi. Thì tức là tất cả ở nơi khác á, nó tiếng nó đều dày một đống tay vậy đó. Tại vì nó rơi là người ta ước lượng nó bao nhiêu đó, thì các bạn nhìn là một đống tay là dày lắm á. Wow. Ok. Các bạn thấy mình nè, mình hái tuyết nè, giờ mình giọ lại. Thì mình giọ lại nó cũng cứng lắm á. Nhưng mà nó rất là nhẹ, nó mềm, giống như là mốt vậy đó. Lạnh nhất à. Nói chung là ăn vô thì cũng không có chết, nhưng mà ăn để biết tiếc thôi.
mùi vị nào thôi, tại vì có nhiều người hỏi mình tiết ghê như thế nào, tiết có mùi vị gì không, thì mình đã quay cho các bạn coi rồi đó. Bây giờ mình đi một vòng nữa rồi mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Cái đó thiệt chứ lạnh quá, các bạn thấy mình đứng đây mà mình thở ra khói luôn á. Nhìn nè, không biết trong video có thấy không nhưng mà thở ra khói luôn. Bây giờ quay gì ta, công nhận mới gửi có một đêm mà tiếng nó cứng thật là cứng gắt luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng. Đó, các bạn thấy không, trời, đây là cái sân sau của mình á, thì mình không có làm gì hết trơn á, mình chỉ trồng cây thôi. Bây giờ tiết rơi thì mình cứ để yên như vậy, để tới mùa hè thì mình sẽ trồng cây, mùa xuân thì mình sẽ trồng bông. Còn ngoài sân á, ngoài sân trước thì có cỏ, bây giờ mình đi ra sân trước ha. Ok, bây giờ ông ngoài tiết này của mình thì ô nó nhìn giống như cái cù lôi quá. Đây là bãi cỏ thì nó đi lên nó im. Ok, bây giờ mình đi vô thôi các bạn ha, lạnh quá. Cái cây này nữa, ra cái cây này rất đẹp nè. À, đây mình photo shoot cái này kìa. Wow, các bạn thấy mấy cái cây đẹp không? Quá đẹp quá đẹp. Bây giờ mình sẽ không đụng tới cái này để lát nữa vợ mình thích mình sẽ chụp hình với nó. Ok, quá đẹp luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là tiết bữa tiết đầu tiên bên Mỹ luôn, bên cái tiểu bang mình sống. Wow. Trời, bữa nay á hình như là nó còn rơi nữa nhưng mà không biết nó rơi mấy giờ. Mình phải coi dự báo thời tiết mới được. Wow. Các bạn thấy bên Mỹ khổ không? Lát nữa đó, trước khi mà mình đi làm á, mình phải đề máy xe của mình cho nó ấm lên. Mình đề máy xe của mình ấm lên, xong rồi mình phải cạo tiết xúc. Thì cuộc sống ở Mỹ là như vậy nè, mỗi buổi sáng á, trời tiết thì mình phải ra xe mình cạo anh xuống. Tại vì nó đã đông như vậy rồi, mình đâu thấy được đâu. Các bạn thấy nhà nào cũng đông như vậy không? Không phải riêng nhà mình đâu nha. Bây giờ mình sẽ quạt tiết xúc. Wow, các bạn nhìn nè. Vậy không? Bây giờ mình quạt nó xuống nha, đó. Quạt nó xuống thì khi mình quạt như vậy đó rồi mình đầy máy xe. Hồi xưa lúc mà mình còn nhỏ, mình mới qua Mỹ á, mình đi học á, có bữa đi học về quên cái cây cào tiết á, mình phải dùng tay mình quạt như vậy đó, mình dùng tay quạt, trời, quạt xong hai cái tay nó cống luôn á, nó cống giống như là nó đóng băng luôn. Bởi vì ở Mỹ khổ nhất là mùa đông, các bạn thấy tuyết nó che bốn cái cửa luôn đó. Cái này chỉ là trận tuyết nhỏ thôi nha, trận tuyết lớn á, trận tuyết lớn là nó ngập đường luôn, nó ngập đường tới nỗi mà đài nó phải kêu mình ở trong nhà luôn á. Cái tuyết này thì nó nhỏ nên đài nó không có kêu mình ở trong nhà, nó nói là mình có thể đi không có nguy hiểm, trừ khi nào mà tuyết rơi nhiều á họ sẽ nói là nên ở nhà. Ok, bây giờ mình sẽ vô nhà. Lát nữa mình sẽ quay tiếp các bạn ơi. Ok quá. Các bạn ơi, sau một hồi mà trốn ở trong nhà để sưởi ấm á, thì mình đã ấm rồi. Bây giờ mình ra mình chơi tiếp ha. Chơi khô máu luôn. Bây giờ mình phải đeo bao tay vô. Thì bữa nay mình sẽ cho các bạn biết cái cuộc sống ở bên Mỹ khi mà tiết rơi như thế nào. Mình sẽ mặc áo lạnh vô, đeo một bao tay vô, đeo cái đồ che lỗ tay vô luôn. Đã. Các bạn thấy thôi chứ thật sự lạnh lắm nha. Bây giờ các bạn tưởng tượng đi, các bạn coi video của mình 15 phút. Các bạn để cái tay các bạn vô tủ lạnh 15 phút. Để vô không hút ra nha. Thì các bạn biết nó lạnh như thế nào. Bây giờ mình sẽ đẩy máy xe các bạn. Đeo cái bao tay này thì hơi khó làm gì. Bây giờ đi nha. Thì mình đi chiếc xe nào thì mình để chiếc xe đó thôi ha, mình không có để hết. Để hết thì hơi cực. Bây giờ mình sẽ đứng đây. Ok.
Bây giờ mình sẽ làm chiếc xe này chứ. Các bạn thấy chưa? Bây giờ tiếng nó đã rớt xuống hết rồi. Thì mình có cái cây này, mình sẽ cào tiếng. Mình sẽ cào nó xuống hết, không thôi đất nó chạy á, nó sẽ dằn vô. Nó sẽ dằn vô xe. Cào nó xuống hết. Cào nó xuống hết đi, không thôi nó nặng lắm. Đất nữa nó tan ra đó. Rất là lạnh nha các bạn. Rất là lạnh. Bây giờ mình phải cảm xúc đó. Sở dĩ tiết bây giờ là tiết mới rơi thôi. Bởi vì nó mà mềm mình xài cái cọ thôi. Còn tiết mà nó cứng á, với lại đá đó, mình phải sủi nó ra. Okay. Bây giờ mình đã cạo xong rồi, bây giờ mình cạo chiếc xe khác các bạn ha. Bây giờ tới cạo chiếc xe của ba mình đi. Chiếc xe này cao quá, cạo không nổi các bạn ơi. Mình cạo ở sau thôi. Bây giờ mình phải quay cận cảnh cho các bạn coi ha. Thì cái xe này là xe bự này để dành gia đình đi. Bây giờ mình sẽ quay này. À đây ha. Quay chiếc xe này cao, mình dễ không tới nóc luôn á. Chiều cao có hạn quá. Tạm thời vậy đi các bạn ha. Mình chỉ cạo những chiếc xe nào mình đi thôi. Chiếc xe nào mình không đi thì mình không cạo. Cái chiếc xe mở mui của mình, okay, thì mình không cạo. Vậy là xong một bữa sáng của mình rồi. Thì mỗi ngày như vậy, thì nếu mà tiết rơi thì mình sẽ làm như vậy. Mình sẽ cạo tiết những chiếc xe này để mình đi làm. Còn những chiếc xe bên kia thì mình không cạo. Tại vì mình không có xài tới. Vì bên kia là cũng có nhà Việt Nam, họ đang chuẩn bị đi làm. Thì các bạn cũng thấy họ đã cạo tiết sẵn rồi. Đó là nhà của người Việt Nam đầu hương của mình. Họ đã qua Mỹ gần 20 năm rồi. Lúc mình mới qua thì mình gặp họ đầu tiên. Đó là những người Việt Nam rất là tốt. Bên đây thì những người Mỹ họ chưa thức nữa các bạn. Xe chưa cạo. Bên đây là nhà của mấy người già. Ok, bây giờ mình đi vô các bạn ơi. Mình thấy lạnh rồi đó. Các bạn thấy lạnh chưa?
Bye bye các bạn. Ok các bạn ơi, sau khi mà mình đợi mấy xe xong thì bây giờ mình đi làm ha. Đi làm thì phải chạy bằng xe hơi, chứ chạy bằng xe gắn máy thì nó sẽ rất là lạnh. Thì lúc nào mình cũng có một ly cà phê để cho bữa sáng của mình. Cà phê Pháp. Bây giờ mình đi ha. Bây giờ mình mở máy sửa lên trên âm đạ. Mình sẽ chạy để coi cái đường bên Mỹ nó đẹp cái đàn cho các bạn. Yes. Thường thường mình đi làm thì mình hay nghe nhạc, nhưng mà khi mình làm video thì mình ít cái nhạc lắm. Bây giờ mình đi ha. Mình mới thức dậy. Khi mà mình mới thức dậy á, thì mình đã thấy là tuyết rơi rồi. Tại vì bữa hôm nay á, Đại đã nói là tuyết rơi. Và mình rất là vui, tại vì mình sẽ quay cho các bạn coi. Đây là bữa tuyết rơi đầu tiên ở cái tiểu bang mình sống. Bây giờ mình sẽ ra ngoài sân coi nó sợ nha. Wow, các bạn thấy chưa, mình đứng trong nhà mà mặc cái